Vietinbank là những người ra sân trong trang phục áo màu đỏ và VTV Bình Điền Long An sẽ xuất phát với trang phục áo màu vàng. Và đội hình ra sân của Vietinbank ở trong trận đấu đầu tiên gồm có 20/2 Thanh Hoài, số 16 thủ công Kim Dê, số 2 thủ công Thu Thủy, số 10 đối truyền Phương Anh đội trưởng, số 15 thủ công Hồng Thắm, số 23 thủ công Trà Giang và libero là số 19 Minh Anh. Huấn luyện viên trưởng của Vietinbank là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, người đã trở lại mái nhà xưa để dẫn dắt Vietinbank ở mùa giải 2024 này. Số 20 thủ công Lữ Thị Phương, số 1 đối truyền Trà My, số 16 thủ công Khánh Vy, xin lỗi, số 19 thủ công Khánh Vy và số 10 phụ công Như Anh, libero là số 12 Khánh Đăng. Và huấn luyện viên trưởng của VTV Bình Điền Long An đó là huấn luyện viên Thái Quang Lai. Thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tập huấn từ mùng 1 tháng 3. Họ không tham dự các giải hội làng cũng như là một giải đấu giao hữu nào. Đã có điểm số đầu tiên của trận đấu và đó là điểm số cho VTV Bình Điền Long An. Thu Hoài. Và đó là Jin Jae. Một đều. Mời trở lại huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Cho thấy tham vọng rất lớn của lãnh đạo đội bóng này. Vừa có điểm số cho VTV Bình Điền Long An. Một điểm số nữa được ghi bởi Chen Payan. 7-6. Đánh bóng của Jin Jae. Trà My. Đánh bóng từ hàng sau. Đó là pha ghi điểm của chủ công Hồng Thắm. Điểm cho Vietinbank. Điểm cho Vietinbank. 10 đều. So với người đồng hương Chen Payan thì Trà My. Khánh Vy. Và đó là pha ghi điểm của Hồng Thắm. Hồng Thắm cùng với Trà Giang đang là hai vận động viên dày dặn kinh nghiệm nhất trong đội hình của Vietinbank, nếu không tính ngoại binh Jin Jae. Sức mạnh của Chen Payan. Jin Jae cũng là một pha ghi điểm từ hàng sau. 15-13 cho Vietinbank. Bây giờ thì Vietinbank lại đang vượt lên dẫn điểm. Mùa giải năm ngoái thì Vietinbank cũng chia tay phụ công Bích Vân. Bây giờ cặp phụ công trên sân của họ đang là Trà Giang và Thu Thủy. Tiếp tục là một đường chuyền hai Thu Hoài. Chen Payan. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 19-18. Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Và đánh bóng của Phương Anh. Điểm cho Vietinbank 20-23. Để xếp hạng từ 1 đến 9. Sau đó bốn đội dẫn đầu bảng.
sẽ thi đấu vòng bán kết và chung kết tranh chức vô địch. Còn khi bốn đội đứng cuối bảng sẽ thi đấu vòng tròn thêm một lần nữa để xác định bằng. Nhưng thực chất thì đây là một libero dự bị cho Khánh Đàng ở VTV Bình Điền Long An. Huấn luyện viên Thái Quang Lai rõ ràng muốn tăng cường khả năng phòng thủ và bắt bước một của mình. Đã có điểm số cho VTV Bình Điền Long An 25-22, và ghi điểm của Phúc Công Như Anh. Và như vậy là VTV Bình Điền Long An là đội bóng giành chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên với tỷ số là 25-22. Một pha phối hợp giữa Kim Thoa và Phương Anh. Kim Dê phát bóng. Chen Peiyan. Bóng đi quá sát lưới và Hồng Thắm không thể có được pha đánh bóng. Vẫn có điểm cho Vietinbank 4-0. Nhanh của Thu Hoài. Chami. Cái này thì đã có điểm cho Bình Điền Long An rồi. 2-5. Đánh bóng của Phương Anh. Khánh Vi. Không được. Lữ Thụ Phương đã không thể thắng được tay chắn của Thu Thùy, một trong hai phụ công chính của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Và ghi điểm của Trà My. Phương Anh phát bóng. Khánh Vi. Hàng sau của Vietinbank chơi khá ổn trong quãng thời gian vừa qua của set 2. Tấn công từ hàng sau. Hồng Thắm. Chen Peiyan. Lần này thì đã có điểm cho Bình Điền Long An 4-7. Kim Thoa và Lữ Thị Phương không qua được tay chắn của Jin Jae. 13-7 cho Vietinbank. Giúp cho VTV Bình Điền Long An giành chức vô địch ở giải trẻ toàn quốc diễn ra tại Trà Vinh vào năm ngoái. Và tấn công không thành công của Lữ Thị Phương thì ông đã trở lại Vietinbank. Thu Hoài và phối hợp với Thu Thủy. Điểm cho Vietinbank 18-10. Thu Hoài và Trà Giang. Một tình huống đánh một chân sau đầu. 23-13 cho Vietinbank. Đánh bóng của Khánh Huyền. Mỹ Tiên. Tiếp tục là Mỹ Tiên. Một pha bỏ nhỏ. Khánh Huyền. Mỹ Tiên. Khánh Huyền. Bóng trong sân. Điểm cho Vietinbank 25-15. Trong khi đó với VTV Bình Điền Long An, đó là sự hiện diện của huấn luyện viên Thái Quang Lai. Cả Long An và Vietinbank cũng đều chơi ngoại binh thi đấu ở giai đoạn 1 là các tay đợt tới từ Trung Quốc. Và vừa rồi là pha ghi điểm của Chen Peiyan. Hồng Thắm phát bóng. Pha ghi điểm của Chen Peiyan.
Bình Trung Quốc vẫn đang là tâm điểm của trận đấu mà chúng ta đang theo dõi giữa VTV Bình Điền Long An và Vietinbank. Kim Jae, Thu Hoài tiếp tục là tay đập Trung Quốc. Có cứu kịp không? Vậy là bóng vẫn còn trong cuộc. Lần này là pha ghi điểm của Trà Giang. 5-6 cho Vietinbank. Lào Cai cũng là cái điểm với đội chủ nhà mà khá chất được rằng Lào Cai. Chen Pei Yang không qua được tay chắn của Vietinbank. 8-7 cho Vietinbank. Quả áo đỏ. Trà My. Và đánh nghi thành công của Trà My. Trà My. Khánh Vy. Vùng cứu bóng của Jin Jae. Lần này là một pha bò nhỏ của Khánh Vy. 15-11. Bây giờ thì VTV Bình Điền Long An đang tỏ ra trội hơn so với Vietinbank ở trong set đấu thứ 3 này. Không thể có được tình huống cứu bóng của Khánh Đăng. Điểm cho Vietinbank 12-16. Như Anh phát bóng. Thu Hoài đẩy bóng ra biên cho Jin Jae. Tình huống đánh hai chuyền. Jin Jae. Có thể thấy được sự tiếc nuối của Như Anh. Một tình huống phòng thủ hàng sau không thành công của phụ công mang áo số 10. Lực bóng từ pha đánh bóng của Jin Jae là không quá mạnh. Chắn bóng tốt. Một pha block thành công của Phương Anh. 18-21 cho Vietinbank. Cách biệt còn một điểm mà thôi. Khánh Vy. Đánh bóng của Phương Anh. Khánh Huyền. Khánh Vy. Bóng vẫn còn trong cuộc. Trà My. Và Khánh Vy mang về set point cho VTV Bình Điền Long An 24-22. Ba ghi điểm của Phương Anh, đội trưởng đối chuyền bên phía Vietinbank 1-0. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2024 này ở nội dung nữ có sự có mặt của 9 đội bóng, gồm có đương kim vô địch Vietinbank Ninh Bình, Á quân năm 2023 và trước Giang Lào Cai, đội hạng 3 VTV Bình Điền Long An,
binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước, đội bóng chủ nhà của pha ghi điểm của Trà My. 2-3 cho VTV Bình Điền Long An. Lần này thì Chen Peiyang đã không qua được tay chắn của Vietinbank. Đó là một tình huống chắn đôi với Thu Thùy và Thu Hoài. Đó là cái tay chắn của phụ công mang áo số 2 Thu Thùy. Người phát bóng là Phương Anh. Pha ghi điểm của Khánh Vy. 13-11. 12-11 cho VTV Bình Điền Long An. Đánh bóng của Chen Peiyang. 14-12 cho VTV Bình Điền Long An. Một pha đánh bóng. Một phát bóng của Lữ Thị Phương. Trà My. Điểm cho VTV Bình Điền Long An. 21-18. Trà My, một pha đánh nghi thành công của Trà My. 22-18 cho VTV Bình Điền Long An. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải bấm chuông xin time out lần thứ 2 ở trong set đấu này. Pha đánh bóng của Jin Jae. Và đó là pha đưa bóng vào lỗ đồng xu thành công của Trà My. Một tình huống mà cả hàng trên và hàng sau của Vietinbank đã nhìn nhau. Là quá khó để săn lấp với Vietinbank. Ông Thắm không qua được tay chắn áo vàng. Jin Jae cũng không qua được. Đó là pha đánh bóng của Trà Giang. Trà My. Điểm quyết định của trận đấu 25-18. Như vậy là VTV Bình Điền Long An là đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Một khởi đầu suôn sẻ cho thầy trò huấn luyện viên Thái Quang Lai. Họ đã đánh bại Vietinbank sau 4 set đấu với tỷ số là 3-1. Tỷ số cụ thể của các set đấu lần lượt là 25-22, 15-25, 25-22 và 25-18. Trà My là người đã ghi điểm cuối cùng của trận đấu mang về chiến thắng 3-1 cho VTV Bình Điền Long An.